Hello everybody. Hello teacher. Okay. Nói với chưa sạch sẽ không? Bố ơi, con vào học rồi. Bé không làm được. Bạn nào mà đã làm bài tập về nhà là cô đã chấm cho rất là nhiều bạn rồi nè. Ví dụ như Hương Giang là cô cũng đã chấm cho Hương Giang rồi nè. Rất nhiều bạn đã làm bài tập về nhà rồi nè. Okay, let's wait for a couple minutes, okay? Wait 5 more minutes. Okay. Hôm nay tí nữa thì sau khi mình học xong thì cô sau khi mình học được một nửa bài này thì cô sẽ có một cái hướng dẫn cho cái trò chơi của mình sẽ chơi vào ngày thứ hai. Mình sẽ chuẩn bị trò chơi này là mình sẽ cần phải chuẩn bị trước. Okay, cho nên tí nữa các bạn sẽ lắng nghe kỹ cho cô cái trò chơi này nha. Okay. Bạn nào mà mình đã học, mình mới học buổi đầu tiên thì các bạn nhớ đọc loại quy cho cô nè. Okay. Con hổ luôn mà đúng nhất. Okay. You have to follow the rules. Không có. Chị có thấy không con? Cái tuần thứ con có trẻ là bạn biết con nào không? Oh, sorry guys. Xin lỗi mọi người, hồi nãy giờ cô không có mở mic đúng không? Cô nói lại nha. Đầu tiên thì tụi con sẽ tắt mic nè. Cô mời đến bạn nào thì bạn đó thì các bạn ấm vào cái nút màu xanh cho cô. Okay. You press the blue button. Uh-huh. Mình sẽ ấn vào cái nút có chữ unmute cho cô. Xong rồi. Rules number 2, mình sẽ không được viết trên bảng, thì cái này thì cô cũng đã ngăn không cho các bạn viết trên bảng rồi. Và tiếp theo là rất là quan trọng, raise hand. Không phải là mình giơ tay ở trước màn hình đâu, mà mọi người sẽ làm gì, mọi người nhớ nè. Các bạn hào học ở đây mấy buổi rồi, mình phải làm gì? Mình phải bấm nút, đúng rồi. Cô thấy các bạn bấm rất là nhiều nè. Yes, good job. Mình phải bấm cái nút raise hand đó, cái nút mà có cái hình bàn tay nè, tụi con ấn vào. Thì tên tụi con sẽ được nhảy lên phía trước. Ok. Lúc đấy thì cô sẽ mời một trong các bạn giơ tay lên để phát biểu. Tiếp theo là mình sẽ không có chat quá nhiều ở trong đây. Ok. Các bạn Ngọc là mới học buổi đầu tiên nè. Như vậy Ngọc chú ý cho cô về nội quy nha. Ok. Hello guys. Hello everyone. Có rất nhiều bạn hôm nay cũng là mới là buổi đầu tiên nè. Ok. Buổi đầu tiên thì lát nữa, mỗi buổi thì sẽ có một cái bài tập về nhà riêng, cho nên là mình sẽ học tới cuối buổi để mình xem thử coi là bài tập về nhà của mình là gì, thì con chỉ cần làm bài tập của cái buổi đó là được, ok? Đối với những buổi khác thì để ôn luyện từ, con có thể xem lại video bài giảng, con xem lại cho cô những cái video bài giảng của những cái buổi đầu á, để mình tự ôn ở nhà, mình tự luyện ở nhà, ok? Hi guys, xin chào mọi người, Khang hôm nay là học được buổi thứ hai rồi nè. Có nhiều bạn là học với cô là ngay từ buổi đầu luôn đúng không? Có nhiều bạn là đã học từ buổi đầu tiên là hôm nay lại là buổi thứ năm rồi. Ok. Như vậy là bạn nào mà hôm nay mình mới học buổi đầu thì các bạn nhớ chú ý nội quy cho cô là đầu tiên. Tiếp theo là mình sẽ không có tự ý chat quá nhiều. Ví dụ lát nữa mình vào bài học thì các bạn nhớ là hạn chế chat nhiều nha. Ở đây không phải là, ở đây ngoài cô ra còn có thầy nữa. Ok, còn có thầy nữa. Thầy sẽ xem thử nếu mà bạn nào chat quá nhiều nè thì thầy sẽ không cho các bạn học tiếp đó. Ok, cho nên là tụi con nhớ là khung chat để mình làm gì. Ví dụ khi mà cô có đặt câu hỏi nào đó và cô kêu các bạn có thể nào trả lời vào khung chat giúp cô được không, thì các bạn sẽ trả lời vào và các bạn trao đổi đáp án với nhau. Ok. Và tiếp theo thì mình sẽ có bài tập về nhà. Buổi nào cô cũng sẽ giao bài tập về nhà hết, nên là tụi con nhớ làm. Tụi con làm xong rồi thì đăng lên một cái group
cái group gọi là giỏi tiếng Anh cùng con đó, có nhiều bạn đã vào group Facebook rồi đúng không? Có gì thì cái đề yêu cầu bài tập về nhà cô sẽ nói kỹ hơn. Cô sẽ nói kỹ hơn về cái bài tập về nhà cho một cái hình riêng để và cô sẽ gửi lên cái group Zalo đó. Và các bạn tham gia cái group đấy, bố mẹ tham gia cái group đấy để mình xem kỹ cái yêu cầu bài tập về nhà. Còn trong lớp buổi học này thì cô sẽ nhắc, cô sẽ nói về bài tập về nhà, hướng dẫn cho tụi con kỹ hơn. Như về yêu cầu nào ở đâu, deadline như thế nào thì tụi con sẽ đọc kỹ cái hình đó là được. Ok. So now let's start our class today. Just like always, I'm gonna correct your homework. Okay, I'm gonna correct everybody's homework. Cô ví dụ ở đây có nhiều bài ở trên là cô đã sửa hết cho tụi con rồi nè. Thì bây giờ cô thử mời bạn Vũ Nguyễn Hoài Anh. Are you here? Are you here, Hoài Anh? Are you here? Minh Dũng cũng học được buổi thứ hai rồi nè. Bạn nào biết về quy định rồi thì tốt. Có những bạn thì mới học buổi đầu tiên nên là ngày nào cô cũng sẽ phải nói về quy định hết. Okay. Rồi bây giờ bạn Vũ Nguyễn Hoài Anh, are you here? Ah yes, okay. Cô nhìn thấy Hoài Anh rồi, Hoài Anh đợi cô. Cô mở micro lên cho Hoài Anh nha. Okay, Hoài Anh bấm được vào nút. Ah yes, hello. Hello teacher. Hi. Okay. Now create. Okay, bây giờ cô sẽ xem thử cái bài của Hoài Anh nói như thế nào nha. Okay, from the beginning. I'm 8 years old. Today I will talk about the cat dollar. True. Okay, cái chữ mà Hoài Anh đọc thì mình sẽ đọc là schedule. Schedule. Nghĩa là thời khóa biểu đúng không? Ý của con là thời khóa biểu giống như là timetable gì đó. Thì lịch trình thời khóa biểu, cái từ đấy con cũng sẽ đọc cho cô là schedule. Ok? Schedule. Yeah, good job, very good. Ok, let's see. Let's see. Oh, and Luna. One, what time does Leo wake up? He wake up. Ok, what time does Leo wake up? Cup, cup. What time does Leo wake up? What time the Leo wake up? Good job. Yeah. Okay. Hoàng Anh nhớ cho cô là wake up, not wake up. Okay. Wake up. Good job. At 7 o'clock. 2. What time the Luna breakfast? What time does Luna eat breakfast? Again. Eat breakfast. Yeah, okay. Có thể là Hoàng Anh bị thua, đúng không? Là con bỏ mất một cái chữ eat, đúng không? She eat breakfast at 7:30 in the morning. Wow, very good. Hoàng Anh còn biết một thời gian cho cô là in the morning nè, để mình biết là 7:30 sáng. Good job, Hoàng Anh. Very good. Good job. 3. What does Leo do at 7:10 in the morning? Wow, yeah, 7:10 in the morning. Good, good job. Ở đây Hoài Anh còn dùng cả hai loại câu hỏi cô cho luôn. Good job, very good. Leo does his brush teeth. Leo brushes his teeth. Ý của con là đánh răng đúng không? Leo brushes his teeth. One more time. What brushes? Again, Leo brushes. Brushes. Leo brushes. His teeth. His teeth. Yeah, Leo đánh răng. Mà răng, his teeth có nghĩa là răng của anh ấy, đúng không? Okay, good job. Ở đây thì đa phần các bạn nè, các bạn đều chưa rõ về tình hiện tại đơn. Khi mình dùng cái này thì câu ngữ, cái tập động từ của mình sẽ phải chia hiện tại đơn nữa. Nhưng mà cô thấy đa phần là các bạn chưa học tới, nên là các bạn chưa biết. Cái phần về ngữ pháp này thì mình sẽ học sau. Và bây giờ thì mình tập trung về phần speaking hơn. Cho nên là cái phần ngữ pháp này thì từ từ cô sẽ dạy đến cho mọi người. Okay, lúc đó thì tụi con sẽ hiểu tại sao cái chữ do homework, khi tụi con nói là anh ấy làm bài tập mình lại phải nói là does homework. Các bạn có bao giờ thắc mắc là vì sao mình lại phải nói là does homework không? Cái đấy thì là mình phải chia thì đó, nhưng mà sau này mình học về cái thì đấy thì cô sẽ chỉ dạy con tốt hơn. 4.
What does Luna do at 7:45 in the morning? Good. Luna does her go to school. Goes to school. Luna goes to school. Luna goes to school. Good job. Okay. Leo plays video game. Video game. Good job. Play video game at 6:20. See, what time the Luna? 6:20 thì của con là 6:20, chiều sáng hay là chiều nè? Hoài Anh nói là 6:20 là buổi tối đúng không? Đúng không? Ý của Hoài Anh là điện tử vào buổi tối. Thì mình phải thêm cái gì vào để biết là buổi tối nè Hoài Anh? Mình có thể thêm cái nào vào để biết là buổi tối? 6:20? In the evening. Okay, one more time. 6:20 in the evening. In the evening. In the evening. Evening. Again, evening. Evening. Good job. Yeah. Thì vậy là mà anh nhớ là cho cô là mình để phân biệt được là 6 giờ sáng với 6 giờ tối thì con phải thêm một cái cụm nữa. Con có thể nói là 6:20 p.m. hoặc là con có thể nói là 6:20 in the evening cũng được. Okay. Teacher study. She teacher study at 7 p.m. She studies, right? What does Leo do at 9 p.m.? Yeah. Leo does he watch TV? Leo watches TV. Again, Leo watches TV. Leo watches TV. Good job. Very good. What does Luna do at 10 p.m.? Yes. Luna does her go to sleep. Okay, Luna goes to sleep. Luna goes to sleep. Luna goes to sleep. Very good. Như vậy là bài của con rất là tốt này. Con dùng thời gian cho cô rất là có điều là mình chưa rõ về cái thì cái ngữ pháp thôi, nhưng mà cô thấy ngữ pháp các bạn đều mắc phải hết. Con đang bật mic, con đang được kiểm tra bài. Mình sẽ được học về cái ngữ pháp hơn và sau đấy thì tụi con sẽ biết tại sao mình phải nói như vậy. Okay, thank you Hoài Anh so much. Thank you. Okay, next bạn Ngọc Minh có đây. Hình như lần trước cô có trả bài cho Ngọc Minh rồi phải không ta? Ngọc Minh có ở đây không nè? Khúc Ngọc Minh, Phạm Tiến Minh, các bạn không nghe thấy cô hả? Con xem lại cái loa nha. Ok. Mình thử xem lại cái loa hoặc là cái tai nghe của con cắm nó kỹ chưa? Bạn Khúc Ngọc Minh có ở đây không để cô sửa bài cho bạn nè? Are you here? Ngọc Minh, are you here? What about... Hello guys. Cô không thấy Ngọc Minh trả lời cô. What about Khánh Nam? What about Khánh Nam? Are you here? Are you here, Khánh Nam? Are you here? Cô thấy Ngọc Minh rồi đó. Ok, cô sẽ bật mic cho con nha. Ok, bây giờ cô bật mic cho Ngọc Minh nè. Tại vì Ngọc Minh phải có cô bấm thì Ngọc Minh mới bật được. Ok, Ngọc Minh đã bật được chưa? Con có thấy cái nút màu xanh có chữ unmute chưa? Hello. Yes. Ok, Ngọc Minh cũng mở cam lên cho cô xem thử Ngọc Minh nè. Ngọc Minh đã mở cam chưa? Yes. Ok. Ok, bây giờ cô sẽ nghe bài của Ngọc Minh nha. So you have Alex and Lucy. Let's see your homework. This morning today I will talk about the schedule, Alex and Lucy. Okay, again, the schedule. Schedule. Okay. Không đọc là schedule mà mình sẽ đọc là schedule. Okay, good job. Yes. Next one. What time does Alex wake up?
He wake up as... Cô chậm chậm thôi, mình nói chậm chậm để cái từng cái âm một nó rõ hơn. What time does Alex wake up? Again, what time does... What time does Alex wake up? Yeah, wake up. Okay, good job. Next one, để xem là Ngọc Minh trả lời như thế nào nha. 6:30 in the morning. 2. He wake up at 6:30 in the morning. Good. What does Lucy do at 15 in the evening? Lucy does her reading book. 2. What does Lucy do at 15 in the evening? Lucy. À, cái này là mà con nói là mấy giờ nè. Ngọc Minh nói lại cho cô nghe thử nè. Cái khúc này là con đang nói mấy giờ? 2. What does Lucy do at 15 in the evening? Lucy does her reading book. 3. What does Alex do at 7:45 in the evening? Mình he play video game. Thời gian này cho cô nghe. 8:15 tối thì con phải đọc như thế nào? At buổi tối 8:15 tối thì Ngọc Minh nói như thế nào nè? Ngọc Minh bị tắt tiếng rồi, cô mở lại tiếng cho Ngọc Minh nha. Hello. Ok, Ngọc Minh nói lại cho cô nè, 8:15 tối thì con phải nói như thế nào? It's 8. It's 15 in the evening. In the evening. Nói đúng rồi đó, còn chỉ thiếu một cái thôi. In the evening. 8:15 in the evening. 8:15 in the evening. Ok, good job. Và ở đây thì mình ghi là reading books là chưa đúng. Khi mình nói thì mình cái này là cũng liên quan tới lại liên quan tới ngữ pháp nhiều nè. Các bạn đa phần là các bạn chưa rõ về cái hiện tại đơn đúng không? Cái này rồi cứ nhầm cái rồi. Đấy. Rồi cái này con nhớ cho cô là hiện tại mình đang dùng hiện tại đơn, mình miêu tả những cái công việc mà tụi con làm hàng ngày, có thời khóa biểu, có lịch trình. Thì ở đây mình sẽ dùng cho cô là ví dụ mình nói về Lucy đi thì mình sẽ nói là Lucy reads books at 8:15 in the evening. Okay? Các bạn ở trên livestream khi mà đang xem thì cũng có thể bắt chước theo cô đọc nha. Những cái lỗi nào mà tụi con thấy tụi con có thể mắc phải nè thì tụi con cũng sửa lại nha. Okay? Reads book. Okay, reads books. Reads book. Good. So, what time does Lucy play Zamblers? Okay, Lucy play. Con sẽ không có đọc là does. Play Zamblers at 7 o'clock a.m. Again, does. What time does? Ngọc Minh đọc lại cho cô nè. What time does? Không phải là does. Okay, good job. Okay, thank you Ngọc Minh so much. Thank you, very good job. Next one. Okay, what about Khánh Nam? Hồi nãy cô hỏi Khánh Nam nè, Khánh Nam có ở đây không? Cô thấy có nhiều bạn mới vào nè, bây giờ là cô. Okay, Trần Khánh Nam đúng không? Cô thấy Trần Khánh Nam rồi, Khánh Nam đợi cô một xíu nè. Okay. Okay, I can see you. Okay, good. Good job. So now let's see your homework. Wow, a lot of activities. Nam ghi cho cô rất là nhiều hoạt động nè, bây giờ mình xem thử nè. Bạn có hai người, Bảo Bảo và Kỳ Kỳ. Như cô nói, các bạn thích đặt tên tiếng Anh cũng được, mà các bạn đặt tên tiếng Việt cũng được luôn. Okay. Bây giờ mình xem thử coi là Nam nói như thế nào nè. This is my homework. One. What does Bảo Bảo doing at 7:30? Okay, không phải là doing mà là do thôi. What does Bảo Bảo do at? Okay. Nam nói lại cho cô nghe nè. What does Bảo Bảo? What does Bảo Bảo do at? Cộng với thời gian đúng không? Bây giờ mình xem thử con nói cái nào nha. AM. He wake up at 7:30. AM. Con dùng thời gian. What time does Kiki wake up? She wake up at 6 AM. Okay, good. 2. What time does Baba doing gymnastics? Do gymnastics. Okay. What time does Bảo Bảo do gymnastics? One more time, Nam. What time does Baba do gymnastics? Đúng rồi. Do chứ không phải là doing. Okay, good job.
gymnastics at 7:40 a.m. Good. Nam dùng thời gian chơi cho bạn. Water ski teaching at 6:10 a.m. Good. She brush teeth at 6:10 a.m. Okay. What does Baba doing at 8 a.m. He eat. Nói con đa phần là con bị nhầm là doing. Okay. Cho nên mình cố gắng mình sửa lại cái này. Breakfast at 8 a.m. Good. What time does Kiki eat breakfast? She eat breakfast at 6:30 a.m. Okay, good job. Oh. What time? Kiki khá là nhiều cho cô nhưng mà cô sẽ sửa cho bạn tới đây nha. Okay, bởi vì con chỉ cần bộ 3 đến 4 hành động cười là được rồi. What time does Baba play video game? Video games con thêm S cho cô nè. What time does Baba play video games? One more time. What time does Baba play video games? Good job, yes. Play video game at 10 a.m. Good. What does Kiki doing at 7:45 a.m.? She read book at 7:45 a.m. Okay, good job. Nam làm bài tốt rồi đó. Okay, good job. Con dùng thời gian cho cô hợp lý nè. Có a.m., có p.m. nè. Cô thấy ở đây Nam ghi cũng đúng nè. Good job, very good. Và ở đây thì con cũng giống như các bạn thì con chưa có rõ về thì hiện tại đơn à, cho nên là cái động từ của mình chưa đúng. Ok, động từ của mình khi mình nói chưa đúng thì cái này thì nó sẽ hơi khó hiểu một xíu. Cho nên là các bạn nhớ là vài buổi nữa thì mình sẽ học, đầu tiên mình học speaking trước. Cho nên là vài buổi nữa thì cô mới dạy đến phần ngữ pháp. Lúc đấy thì các bạn sẽ để ý cho cô nha. Ok, các bạn sẽ biết tại sao là hôm nay những cái lỗi này của mình bị sai. Bây giờ thì sẽ hơi khó giải thích một xíu, cho nên là tới lúc đấy tụi con được học cái kiến thức đấy rồi thì cô sẽ giải thích kỹ hơn. Ok, thank you Nam so much, thank you guys. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bài học của mình nha. Các bạn cứ việc nộp bài tập về nhà rồi cô hứa là cô sẽ sửa, cô sẽ ghi rõ những lỗi sai của mình trên comment. Cái lỗi nào mà tụi con thấy tụi con sửa được ngay á thì tụi con cố gắng sửa, chẳng hạn như những cái phát âm nè. Có những bạn thì cô sửa, có những cái từ tụi con phát âm chưa chuẩn thì tụi con có thể xem thử coi cái cách phát âm từ đó như thế nào, mình học cho nó chuẩn. Ok. So now let's start our lesson today. Hôm nay mình học một xíu rồi cô sẽ hướng dẫn cho tụi con chơi một trò chơi. Nhưng mà trò chơi này là cô hướng dẫn để thứ hai ngày mình chơi nha. Nên là các bạn nhớ lắng nghe kỹ đó. Ok. Các bạn ở trên livestream cũng nhớ là khi cô chỉ về cái bài tập, cái trò chơi thì mình cố gắng. Mình sẽ vào hôm sau, tụi con có thể vào lớp học của mình để mình chơi chung với các bạn nha. Vì chơi ở trong đây thì nó sẽ dễ hơn. Ok. Rồi bây giờ các bạn nào còn nhớ cái bài này không? Do you guys remember this reading? Các bạn nào đã đọc về nhà, đã đọc cái này cho cô chưa? Cô có dặn mọi người về nhớ đọc lại cho cô đó. Hôm nay các bạn nào đã đọc rồi nè. Did you guys read this one at home? Các bạn hỏi chủ đề của mình học ngày hôm nay thì mình vẫn đang học tiếp tục Unit 1 là Everyday. Okay. Yes, a lot of you guys have already read this one. Okay, so I will invite 3 friends. Okay, tí nữa mình sẽ có một cái bài tập liên quan tới cái này. Cho nên là bây giờ cô sẽ mời 3 bạn. Cô mời lại 3 bạn để mình đọc tiếp. Mình sẽ đọc cái bài này lại một lần nữa cho cô nha. Okay, 3 friends. Who's ready? Please raise your hand. Who's ready to read this one? Cô sẽ xem thử coi là cô sẽ mời bạn nào đây. Who gonna read this one for me? Cũng như lần trước là sẽ có 3 bạn. Một bạn đóng vai Dylan, một bạn đóng vai the mother và một bạn đóng vai người dẫn chuyện, narrator. Okay. Now let's invite someone. Cô mời đầu tiên Thanh Ngọc. Thanh Ngọc đã mở mic được chưa nè? Đây là cô ạ. Ok, hello Thanh Ngọc. Ok, wait. Bây giờ con cứ để mic cho cô nha, con được tắt mic nha. Bây giờ cô mời thêm 2 bạn nữa nè. Đầu tiên, I want to invite. Let's see. Cô sẽ mời bạn. Ok, Hồng Ngọc hôm nay mới học buổi đầu tiên đúng không? Right? Ok, yes. Hồng Ngọc đợi tiếng cho cô nha. Rồi, 2 bạn rồi, 1 bạn nữa nào. One more. Let's invite a boy. Okay, let's invite a boy. Okay, cô mời Giang Huy nè. Okay, hello guys. Hello. Okay, đầu tiên Giang Huy sẽ đọc bài này chưa?
cái lệnh cho cô nha. Okay. Yes. Okay, đầu tiên là Giang Huy lệnh cho lệnh nè, rồi tới bạn nào nữa nè. Hồng Ngọc đúng không? Còn đi không có. Còn đi không có. Okay, you will be the mother. Okay. Hồng Ngọc sẽ là người mẹ nè. À, người mẹ tuy ít lời thoại nhưng mà cũng rất là quan trọng nha. Okay, tiếp theo. À, hồi nãy cô mời bạn nào nữa? Đầu tiên cô quên mất rồi, con lên tiếng cho cô biết nè. Okay. Okay. So you will be con sẽ là người dẫn chuyện cho cô. Okay? Can you hear me? Yes. Okay, người dẫn chuyện thì bây giờ là câu chuyện của mình nè. Con cứ việc là thì đầu tiên mình sẽ dẫn vào câu chuyện trước. Đó. Trước xong rồi mình đến nhắc lên và lại tính người mẹ. Không cần phải nói là con mình chỉ cần dẫn chuyện rồi vào tên dân là vào tên người mẹ rồi tiếp tục như vậy cho cô. Okay, are you guys ready? Are you guys ready? Yes. Yes. Okay, good job. Very good. Now please start. Please start the story. Các bạn bắt đầu nè. Micro bạn nào đang ngồi gần cái quầy thì con hiểu khó xích ra cái quầy một xíu để mình nghe rõ cái tiếng con hơn nha. Bạn nào đang ngồi gần cái tiếng quầy khá là to đó. Ok, mình cần phải bắt đầu vào nè. Dẫn bạn dẫn chuyện đâu, bạn dẫn chuyện nè. And dress up and get into the kitchen. Good. Good morning, Mom. What day is it today? It's Monday. Good. Hooray! Yeah. I love Monday. Ah, good job. Tiếp theo luôn, những chuyện tiếp nè. Before school, London. Always eat breakfast. Good. I have art class at 9:30. Art class is fun. Good job. But, good. Next but, one. He brushes his teeth. Okay, again. He brushes his teeth. He washes his face. He brushes. Con thấy đọc cái từ đấy là brushes. Brushes. His teeth và washes. His teeth. Wash his face. Yeah. Okay, Dylan. We draw pictures. We paint. It's great. Good job. Good today. Oh, good job. Next one. He gets dressed. Then at 1:45, we have PE. I love PE. Good. Good, Dylan. Good job. Next one. Cô, các bạn chat nhiều quá, em không nhìn thấy ạ. Ở đây nè, con nhìn trên cái hình cho cô nè. Con tắt đi cái phần chat, cái khung chat ở bên phía con ấy. Rồi con nhìn vào cái slide cho cô nè. He puts on his shoes. À, mang giày vào. He's ready for school. Good. Dylan? After school, we play soccer or basketball and... Dylan, mình phải la lên đến là mình đang ngắt lời của Dylan đó. Dylan, good job. Next one. But there's no school today. Không có đi học hôm nay. Dylan nói là what, Mom? Good. Today is a holiday. Then no school. Good job. Okay. Thank you guys so much. Very good job. Okay. Như vậy là hôm bữa đến giờ là mình đã practice cái story này rất là nhiều đúng không? The I love Mondays. Okay. Dylan tưởng là hôm nay đi học nhưng mà cuối cùng thực ra là sau khi nói một trang luôn là không phải là ngày đi học bởi vì hôm nay là holiday. It's a holiday. Cho nên là Dylan không phải đi học. So now we move to this new task. Okay. So you can see there are 8 sentences, right? 8 sentences. Có 8 câu. And what you need to do is you need to write
B, letter B for before school. And letter A for after school. Như vậy là con đọc cho cô nghe từng câu một. Ví dụ câu số 1, Dylan eats breakfast. Như vậy mình thử mình nhớ lại cái câu chuyện hồi nãy cho cô. Hồi nãy giờ mình đọc chuyện, các bạn đọc chuyện đúng không? Các bạn đọc chuyện cho mình nghe, mình nhớ lại coi cái việc mà Dylan eat breakfast là nó before school hay là after school. Before school có nghĩa là khi nào mọi người? Before school, before school có nghĩa là khi nào nè? Before school, before school có nghĩa là trước khi mà đi học đúng không? Còn after school là sau khi đi học, sau giờ học. Ok, như vậy là tụi con sẽ xác định cho cô mỗi câu này là các bạn bạn Dylan làm trước giờ học hay là sau giờ học. Rồi đây là cái cách thức mà tụi con sẽ cách thức để tụi con có thể làm nè. Cô sẽ mời one friend will do two sentences. Mỗi bạn sẽ làm cho cô hai câu. Ok, cô mời mỗi bạn, các bạn sẽ đọc lên cho cô đáp án của mình. Ví dụ số 1 tụi con chọn là A thì tụi con phải đọc như thế này cho cô nè. Dylan eats breakfast after school. Còn nếu tụi con chọn B thì tụi con sẽ đọc là Dylan eats breakfast before school. Ok, các bạn có thể bắt đầu ghi đáp án vào cho cô nè. Ok, các bạn có thể ghi đáp án của mình vào phần chat box nha. Ok, please write your answer in the chat box. Các bạn ở trên livestream thì cũng sẽ ghi đáp án vào phần comment nha. Ok, các bạn cùng nào ghi đáp án nha. Bây giờ cô sẽ mời một bạn nha, để coi bạn nào sẽ là người được mời đây. Bạn nào sẽ làm cho cô câu số 1 và câu số 2 đây. Rồi, cô mời Lan Phương nè. And the girl, okay. Dylan eats breakfast for before school. À, ok. Như vậy là con chọn B thì con sẽ nói là Dylan eats breakfast before school. One more time. Dylan eats breakfast before school. Okay, let's see the answer. Các bạn có cùng đáp án với lại Phương không nhà? Các bạn chọn một B cũng rất là nhiều đúng không? Let's see the answer. Good job, Phương. Very good. Very good job, guys. Các bạn làm tốt lắm. Now, number two, please. Number two. Dylan plays... Dylan. Again, Phương. Dylan. Dylan. Dylan plays soccer after school. Okay. After school? Is it after school, guys? Is it after school? Let me see the answers. Wow, 2A. A lot of 2A. So now let's see. Good job. After school. Dylan, chơi bóng đá sau giờ học, đúng không? Okay, thank you, Lan Phu, so much. Thank you. Now, one more friend. Do number 3 and 4 for me, okay? Cô mời bạn Tiến Minh nè. Tiến Minh. Phạm Tiến Minh, lớp 5. Okay, Tiến Minh, what is your answer for number 3? Your answer for number 3? B. Okay, như vậy là con chọn B thì con sẽ nói như thế này cho cô. Dylan wakes up before school. Dylan. Okay, one more time. Minh nói lại cho cô nghe không rõ nè. Dylan. Dylan? Dylan wakes up before school. Before school, okay. So your answer is B. Let's see your friend's answer. Okay, 3B. Các bạn cũng chọn 3B rất là nhiều. Yes, good job. Before school. Mình thức dậy trước giờ học, đúng không? Good job. What about number 4, Minh? Number 4. Còn câu số 4 thì con chọn cái gì nè? Dylan, mình sẽ đọc cho cô cả câu luôn. Dylan brushes, đánh răng thì mình nói là brushes. Mình nói cho cô nghe nè. Dylan brushes. Can you hear me? Mình có nghe thấy cô không nè? Để cô xem thử đáp án của các bạn cho câu 4 nha. Okay, what about number 4, guys? 4B, yes, a lot of 4B. Như bạn Minh có nghe thấy cô không? Can you hear me?
Minh đang mở tiếng rồi nè, Tâm thử nói đi nè. Can you hear me, Minh? Can you hear me? Ừ, nếu mà bạn Minh không nói được thì cô mời một bạn khác làm giúp cô câu số 4 nha. Ok. Okay, let's invite another friend, okay? Cô mời Xuân Đức nè. Okay, Đức, can you do number 4 for me? Hello, can you do number 4? Cô đã mở micro cho Đức rồi nè. Hay là bên cô bị lắc rồi nhờ. Hello, can everybody hear me? Các bạn có nghe thấy cô không nè? Can everybody hear me? Hello, guys. Hello, guys. Okay. Okay, so I will invite Bảo Hà. Hello guys, can you guys hear me? Cô nghĩ là bên cô hình như bị lắc, hả mọi người có nghe thấy cô không? Cô không thấy các bạn chat vào khung chat nữa. Okay, I think it's normal. Cô nghĩ là cô thấy mọi người. Sorry guys. Con bật được mic rồi. Con được bật mic rồi. Okay. Cô nghĩ là máy cô vừa mới bị lắc một xíu. Okay, sorry guys so much. Okay, cô xin lỗi các bạn nào. Hồi nãy giờ cô mời, cô có bấm nhưng mà cô không nghe thấy các bạn nghe. Hình như bên máy cô bị lắc nè. Bây giờ Hà đã mở micro rồi đúng không? Hà kia. Yeah, yeah. Okay, Hà làm cho cô câu số 4 nè. Number 4, what is your answer? Hà đọc cho cô cả câu nha. Bây giờ ví dụ con chọn A hay là B nè. Hà chọn A hay là B? Dạ, con chọn B. Okay, B for school. Okay, như vậy Hà sẽ nói cho cô là Dylan brushes his teeth. Dylan brushes his teeth. Before school. Cool. Okay, good job, Hà. Thank you so much. So let's see the answer. Okay, cô xem thử đáp án nha. Good job. Very good. Good job, guys. Okay, next one. Cô mời tiếp một bạn làm cho cô câu 5 và câu 6 nha. Xin lỗi mọi người, hồi nãy giờ máy cô hình như nó bị lắc nên là cô không thấy các bạn ở đâu hết. Rồi, bây giờ cô mời Đoàn Phương Anh nè. Phương Anh làm cho cô number 5 and number 6, please. Vâng ạ. So what is your answer for number 5? My answer is D.
Ok, nếu con chọn B thì con phải nói như thế nào? Dylan washes his face before school. Ok, let's see the answer. Is it B? Ok, yeah, it's B. Ok, các bạn ở trên livestream cũng để ý đáp án và đọc theo bạn mình nha. Các bạn cũng đọc giống như cô Na chỉ vậy đó. Dylan washes his face before school. À, trước giờ học, trước khi đến trường đúng không? Yes. Ok, now Phương Anh number 6 please. Phương Anh làm cho cô thêm câu số 6 nè. Number 6 please. Dylan gets dressed before school. Ok, before school luôn. Như vậy là number 6 bạn cũng chọn before school luôn. Đáp án của các bạn của mình như thế nào đây? Is it before school? Cô thấy các bạn cũng chọn 6B, 6B. Now let's see. Good job, very good. Ok, thank you Phương Anh so much. Thank you. Now one more friend for number 7 and number 8. Ok, number 7 and number 8. Ok, cô mời Xuân An nè, Lê Xuân An lớp 4 nè. Can you do number 7 and 8 for me? Ok, what is your answer for number 7? Dylan? Dylan puts on his shoes before school. Before school, good job! Mang giày vào trước khi đến trường, yes? What about number 8? Xuân An number 8? Con còn có số 8 nữa nè. So Ngan, do number 8 for me. Dina play basketball after school. Ah, you choose after school. Okay, let's see. Để cô xem thử đáp án của các bạn có phải là after school không? Yes, 8, 8 a lot. Let's see the answer. Okay, yes, it's after school. Good job, guys. Very good. Như vậy là các bạn cũng đã hiểu được cái bài đọc của mình rồi đó. Very good job, guys. Now we move to the next task. Task 7. So for this task, you have to answer the questions, okay? So I will invite two friends, okay? I will invite two friends. One will ask and one will answer. Then you guys gonna switch, okay? Đây là những ba câu hỏi liên quan tới cái bài đọc hồi nãy giờ mình làm nè. Cô sẽ mời mỗi câu hai bạn. Các bạn sẽ đầu tiên one will ask, một bạn sẽ hỏi, bạn kia trả lời, sau đấy mình đổi lại, mình switch. Mình đổi lại và bạn cũng trả lời cho cô nghe, okay? So now, đầu tiên cô mời Tuấn Kiệt lớp 3C, 3C. Ok, Tuấn Kiệt and Ngọc Tú nè. Tuấn Kiệt and Ngọc Tú. Ok, bây giờ Tuấn Kiệt hỏi trước, sau đấy thì Ngọc Tú trả lời cho cô nha. Number one, ok, number one. Why does Dylan like Monday? Dylan Mondays. Mondays. Monday. À, con sẽ không đọc là Monday mà con sẽ đọc cho cô là Mondays. Mondays. Okay. Yeah, Mondays. Good job. Okay, what is your answer, Tú? Khi mà người ta hỏi why là mình phải trả lời reason, mình phải trả lời lý do đúng không? Thì mình có thể trả lời như thế nào? Because, bởi vì because. Because. Theo con thì tại sao Dylan like Mondays? Why? Because he has at class and see and play soccer or basketball. Yeah, I get it. So Dylan likes Monday because he have art class, right? He has art class and he can play basketball, right? Yes, go ahead. Yes. Của bạn rồi đó. Như vậy là Tú trả lời là bởi vì sao? Bởi vì Dylan được học vẽ. Và Dylan được chơi bóng rổ nữa. Okay, so that is two answers. What about? À, hồi nãy Tú đâu rồi? Bạn còn lại đâu rồi nè? Cô thấy bạn, có nhiều bạn cũng rất là muốn giơ tay. Bây giờ cô sẽ mời. Okay, thank you Tú. Now one more pair, okay? Cô mời Huỳnh Đăng Khoa nè. Okay, hello. Okay, Khoa wait me. Cô mời Huỳnh Đăng Khoa và Hoàng Giang nè.
Okay. Now, okay, let's do number two, okay? Let's do number two. So Khoang will ask first and Giang will answer, okay? Yes. Yes, okay, Khoang hỏi trước rồi, lát nữa tới Giang hỏi nha. Bây giờ Khoang hỏi nè. Which is Dylan surprise? Surprise. Why is Dylan surprise? Why is Dylan surprise? À, surprise có nghĩa là tại sao lại bất ngờ. Như vậy là Giang có biết tại sao Dylan lại bất ngờ không nè? Why? Because his mom is shouting. Yeah, okay, I get it, because his mom shouts, okay? Như vậy là Giang nói là Dylan hay bất ngờ bởi vì mẹ nói có hét lên là Dylan, right? Mẹ có hét lên giữa chừng là Dylan. Okay, good job, yes, very good. Okay, và có thể là bởi vì sao nữa nè? Because maybe he find out that Mondays, that day was a holiday, right? Bởi vì Dylan phát hiện ra hôm đấy tự nhiên lại là holiday. Mình lại không được đi học nữa, đúng không? Cho nên là Dylan surprised, right? Good job, okay, yes. thank you guys. Now, what about number three? Bây giờ là câu hỏi số 3 thì cô sẽ mời nhiều bạn hơn nha. Okay, so for number three, okay, Việt Anh. Okay, I will ask you this one, okay? Việt Anh lớp 3 là con đã mở micro chưa? Okay, yeah. So, Việt Anh, tell me, do you like Mondays? Do you like Mondays? Yes or no? You don't like Mondays? Okay, why? So, why don't you like Mondays? Why? Vậy lý do vì sao mà con lại không thích thứ hai giống Dylan nè? Why? What do you have to do on Mondays? Con phải làm gì vào thứ hai mà con lại không thích ngày thứ hai nè? Why? Việt Anh phải làm gì vào thứ hai nè? What do you have to do? Do you have a lot of classes? Do you have to go to school? Yes. You have to go to school, so you don't like going to school. Như vậy con thích đến trường không? Việt Anh có thích đến trường không? Khi không thích. So you sometimes you don't like going to school, right? So you don't like Monday. So what about Sundays? Do you like Sunday? I think you like Sundays, right? Yes. Yeah, Sunday is a weekend, okay? Sunday là cuối tuần đúng không? Cho nên là đa phần ai cũng thích Sunday hết. Có ai giống Việt Anh là thứ hai phải đi học cho nên là không thích thứ hai không? Có bạn nào giống Việt Anh là cũng đi học vào thứ hai cho nên là không thích đâu? A lot of yes. So you guys don't like Monday too. Okay, one more friend. Let's invite. Okay, I will invite Emily. Emily, an English name. Hello. Okay, Emily, so do you like Mondays? Do you like Mondays, Emily? Yes, I do. You like Mondays. So why do you like Monday? Why? Because on Monday, I can meet my school and my teacher and my class. You can meet your friends, right? Your friends, okay? Your classmates. Bạn cùng lớp của mình thì con có thể nói là classmates, okay? You can meet your teachers. Your classmates, right? Yeah, very good job, Emily. Good job. Và mình dùng Mondays thì mình sẽ không nói là in, mà con sẽ dùng cho cô là on Mondays. Because on Mondays, I can meet my classmates and my teachers. Okay, Emily? Remember, on Mondays, okay? On Mondays, okay? Not in Mondays. Okay, good job, Emily. Now, one more friend, bạn cuối cùng. Sau cái này thì cô chuẩn bị chỉ cho tụi con chơi trò chơi cho bữa hôm sau, cho nên là mọi người nhớ tập trung nha. One more friend, let's invite. Cô sẽ mời. Ok, Đức Tiến đi. Cô mời Đức Tiến nè. Đức Tiến lớp 4. Yeah, so Đức Tiến, do you like Mondays? Do you like Mondays? Yes or no? Yes or no? No. You don't like Mondays too? So why don't you like Mondays?
Why? Tại sao con lại không thích ngày thứ hai? Thứ hai con phải làm gì mà con không thích nè? What do you do on Mondays? What is your schedule on Mondays? What is your schedule on Mondays? Lịch trình của mình thứ hai mình phải làm gì mà mình không thích nè? Do you have to go to school? Con có phải đi học vào thứ hai không? Do you have to go to school then? Do you have to wake up early? Do you have to wake up early? Thế thì Tiến có phải dậy sớm không? Yes. You have to wake up early. Well, okay. So that is that the reason why you don't like Mondays? Đó có phải là lý do vì sao mà Tiến không thích thứ hai bởi vì Tiến phải dậy sớm không? Is that the reason why? À, có bạn Thư cũng kêu là ghét học lúc thứ hai nè. You guys don't like Mondays? Okay, because you have to study a lot. Because it's the first day. À, thông thường thứ hai là ngày đầu tiên mình đi học trong tuần đúng không? Mình vừa mới nghỉ xả hơi cả một cái cuối tuần rất là vui đúng không? Mà tự nhiên cái mình phải đi học, cho nên là nhiều bạn không thích đúng không? You guys don't like Mondays, right? Phúc Nguyên said he loves PE. Okay, yes, not a lot of people like Monday. Khang có nói là không thích chào cờ đúng không? Okay, bạn Khang không thích chào cờ, cho nên là bạn không thích vào ngày thứ hai. Còn những bạn nào mà được học những cái môn yêu thích như là drawing nè, học art nè, hoặc là PE nè thì có thể các bạn sẽ thích thứ hai đúng không? Không biết các bạn ở trên livestream có câu trả lời như thế nào ta? Các bạn có thích thứ hai không nè? You guys like Mondays? So now, okay. Now I will move to this one. Okay, please focus. Please focus. This is gonna be the game. But not right now. Okay, đây là trò chơi mà mình sẽ chơi vào đầu giờ thứ hai nha. Bây giờ tụi con nghe kỹ cô hướng dẫn nè. Okay, guys, please focus. Okay. For example, okay, so you guys can see on the screen, there are 40 activities. 40 activities, okay? Có tới bao nhiêu hoạt động rồi mọi người? 40, okay? Có tới 40 hoạt động. Cô ghi ở trên đây rất là nhiều, chẳng những cái mà mình biết rất là rõ, chẳng hạn như brush teeth nè. Những cái mình đã học rồi nè, play soccer, wake up nè, đấy, rất là nhiều đúng không? A lot of activities. So what you need to do with these activities? You need to, okay, now you have, so you have 40 activities. Bây giờ các bạn có thể làm cho cô một việc là một là các bạn nhờ bố với mẹ chụp hình lại cái này cho cô nè. Các bạn chụp lại cái này hoặc là các bạn đợi tới ngày mai khi mà cô đăng cái video bài giảng lên thì tụi con sẽ chỉnh tới cái khúc này nè, tụi con bắt đầu chọn cho cô. Ok, bây giờ một là tụi con có thể chụp hình lại trước, hai là ngày mai mình xem cái video bài giảng rồi mình chụp lại sau, mình xem sau cũng được. Rồi bây giờ mọi người chú ý cho cô nè. So with this 40 activities, what you need to do? 40 hoạt động. Yes, so you have to choose 16 out of 40. Tụi con phải chọn cho cô 16 hoạt động. 16 cái bất kỳ đó, tụi con thích cái nào tụi con chọn cho cô 16 cái ra. Mình sẽ chọn cho cô 16 hoạt động. Trong số 40 cái này tụi con chọn ra 16 cái. Not right now, okay? Không phải là bây giờ đâu nha mọi người. Bây giờ mọi người cứ nghe cô là được, not right now. Mình sẽ không có chọn bây giờ. Tụi con chụp lại cái hình này hoặc là tụi con đợi ngày mai có video bài giảng, tụi con có thể vào xem thì tụi con sẽ chụp lại sau. Rồi, tụi con sẽ chọn ra nè, có 40 hoạt động, tụi con chọn ra cho cô 16 hoạt động để mình chơi cho bingo. You guys know bingo? Do you guys know bingo, guys? Have everybody here played bingo? Các bạn nào ở đây đã từng chơi trò bingo chưa nè? Have you guys ever played bingo? Trang nói là chưa. Linh nói rồi nè, yes. Hằng nói là yeah. No, I have never. Yeah, no, a lot of no. Có rất là nhiều bạn chưa chơi bao giờ, cho nên là cô sẽ hướng dẫn cho kỹ. Phương Linh say yes. Rất là nhiều cái chưa nè. Không biết các bạn ở trên livestream cũng có chơi chưa nè. Yes, no, a lot of no. Okay. Rồi bây giờ cô chỉ mọi người sơ nè. Hôm sau cô lại chỉ tiếp, nhưng mà hôm nay cô chỉ kỹ mọi người hướng dẫn nghe cô nè. Sau khi tụi con chọn ra hồi nãy là mình dựa theo 40 cái hoạt động hồi nãy đúng không? Tụi con chọn ra cho cô 16 là 16 hoạt động. Rồi tụi con kẻ một cái bảng, bây giờ mình có một tờ giấy. Bây giờ tụi con chỉ nghe cô thôi nha, mình chưa có làm bây giờ đâu, mình để dành thời gian ở nhà mình làm cho cô nha. Mình có một cái tờ giấy như thế này đúng không? You have a piece of paper, right? You have to draw a big box with 16 little boxes, okay?
mình sẽ vẽ cho cô một cái bảng to. Trong đấy tụi con chia ra là 16 cái ô nhỏ, 16 cái hộp nhỏ. Rồi tụi con hiểu không? Mình vẽ ra cho cô mà vẽ theo kiểu là hình vuông á. Tụi con vẽ hình vuông có nghĩa là hàng ngang mình có 4 hàng, 4 ô. Hàng dọc mình cũng có 4 hàng, 4 ô. Đó, tụi con vẽ một cái bảng như thế này cho cô. Rồi sau khi đó mình làm gì nữa? Mình vẽ xong thì mình sẽ chọn ra. Sau khi tụi con chọn ra 16 hoạt động nè, thì tụi con sẽ điền vào trong đây. Mình thích điền chỗ nào cũng được. Cô đây là cô ví dụ thôi nha mọi người. Ok, this is an example, ok? Đây là cô ví dụ nè. Cô chọn ra 16 cái hoạt động. Rồi bất kỳ nha, trong đây có 40 cái lận. Tụi con cứ chọn ra 16 cái bất kỳ cái nào cũng được. Không cần nhớ tới con số. Con số này chỉ là cô liệt kê thôi. Chỉ chọn cho cô các hoạt động là được. Không cần phải nhớ con số. Nhớ là cho cô ghi vào trong đây 16 cái mà tụi con chọn. Tụi con ghi vào đây cho cô. Ok? Các bạn ghi vào đây giúp cô nè. Đấy. Các bạn sẽ ghi ra cho cô 16 hoạt động vào trong đây giúp cô. 16 cái bất kỳ tụi con thích ghi chỗ nào thì ghi, miễn là đủ hết 16 ô cho cô. Rồi tới chỗ này các bạn hiểu chưa? Cô xem thử các bạn có hiểu chưa nha. You guys understand? Gia Hương play many times. Okay, yes. Okay, các bạn hiểu rồi đúng không? Yes, good job guys. Okay, đấy thì các bạn sẽ ghi vào cho cô 16 cái tụi con chọn, ghi vào 16 ô này. Nhớ là phải làm cho cô cái ô mà 44 đó, mình làm cái hình vuông đó nha. Một hàng dọc có 4 ô nè, hàng ngang cũng 4 ô cho cô luôn đó, thì mình phải làm như vậy. Rồi bây giờ cách chơi nè, sau khi tụi con làm xong thì cách chơi của mình là gì? Cô sẽ mời cô, ví dụ bây giờ cô mời cô đi, cô tự mời cô trước nha. Ok, I will be first, cô làm trước nè. Ví dụ cô mời cô đi và đây là cái bảng của cô nè, đây là cái bảng của cô, bảng bingo mà cô đã vẽ từ trước. Rồi bây giờ cô sẽ chọn một từ bất kỳ. Ví dụ như cô chọn take a shower. Rồi cô mở micro lên, cô mở micro của bạn đầu tiên lên thì là cô nè, bây giờ là cô đó. Cô mở micro của cô lên rồi cô không phải là đơn giản, cô chỉ nói là take a shower. Mà điều tụi con cần phải làm lúc chơi á là tụi con sẽ phải đặt cho cô một câu. Bây giờ mình đã làm thực tập rất là nhiều rồi đúng không? Mình sẽ không đơn giản là đọc cái từ đó lên cho cô nữa, mà tụi con phải đọc thành một cái câu, tạo cho cô một cái câu ví dụ. Rồi các bạn hiểu chưa? Cô ví dụ nha, cô chọn take a shower. Rồi bây giờ cô sẽ nói là gì? Lúc mà được mở micro lên thì cô sẽ nói là, cô sẽ đặt một cái câu, thì một câu nào cũng được. Thì cô ví dụ nha. My mother takes a shower at 5:30 in the afternoon. Đấy, thì cô phải có một câu có chủ ngữ là my mother nè, rồi vị ngữ của cô là đi take a shower nè, rồi có thời gian luôn, at 5:30 in the evening. Rồi, như vậy là các bạn phải đặt được cái câu đó cho cô thì mình mới là hợp lệ nha. Có nhiều bạn chưa chụp được đúng không? Thì ngày mai cô sẽ gửi lại cho tụi con nha. Ok, ngày mai sáng cô gửi lại cho mọi người đừng có lo. Bây giờ cô chỉ hướng dẫn trước thôi cho tụi con nghe và tụi con hiểu. Rồi, tới chỗ này các bạn hiểu cách chơi chưa? Là các bạn sẽ, cô mời một bạn nào bất kỳ, các bạn giơ tay lên đó. Thì cô mời bất kỳ một bạn nào, thì khi đến lượt bạn đấy, bạn sẽ chọn cái từ đấy. Thì các bạn chọn từ đấy, nhưng mà không phải là chỉ đọc cái từ lên cho cô, mà các bạn phải đặt câu cho cô. Ví dụ như cô nói đó, my mother takes a shower at 5:30 in the afternoon. Rồi sau đó cô nói là ok, take a shower. Bạn nào mà có cái từ take a shower trong cái bảng của mình thì bạn tích vào cho cô. Đấy, lúc đó thì tụi con sẽ làm một cái hành động là tụi con tích vào. Tích vào là mình có, bạn nào không có thì sẽ không tích đúng không? Chừng nào ai có thì mới tích thôi, còn bạn nào mà không có thì mình không tích vào, vậy thôi. Xong rồi cô sẽ mời thêm một bạn nữa ha. Rồi cứ như vậy, cô cứ mời một bạn khác, rồi ví dụ nha, một bạn khác nữa. Cô mời, cô lại mời một bạn khác thì bạn đó chọn, cô ví dụ bạn đó chọn chữ cook dinner đi. Thì bạn đó cũng phải làm gì, đặt câu luôn. Ví dụ như I cook dinner at 7 p.m. I cook dinner at 7 p.m. Rồi cô nói là cook dinner. Bạn nào có cook dinner thì tích vào. Ok, đấy các bạn hiểu tới đây rồi đúng không? Cô nghĩ là các bạn hiểu rồi đúng không? Như vậy làm sao để mình thắng? Bảo Hà chưa hiểu hả? Thì có nghĩa là ở đây khi mà cô gọi đến bạn nào thì bạn ấy sẽ đặt cái câu đối với cái từ, một cái từ đó mà các bạn chọn á. Các bạn chọn cái từ đấy thì các bạn sẽ đọc cho cô. Các bạn đọc lên cho cô một cái câu ví dụ. Có nghĩa là mình sẽ không phải chỉ đọc cho cô cái từ thôi, mà các bạn phải đọc cái câu ví dụ của các bạn lên. Các bạn phải đọc cho cô cái câu ví dụ. Ok? Thì các bạn sẽ đọc là
She takes a shower at 5:30 in the evening. Ví dụ như vậy, ok? Sau đấy thì các bạn phải làm gì nữa? Các bạn sẽ tích những bạn còn lại đó, những bạn còn lại sẽ tích vào cho cô. Tích vào cho cô, nếu mà tụi con có cái cụm take a shower thì tụi con tích vào cho cô. Rồi khi nào mình sẽ thắng trò chơi này? Khi mà tụi con tích vào được một hàng như thế này. Một hàng như thế này là mình đã được bingo rồi đó. Mọi người hiểu chưa? Bingo có nghĩa là tụi con đã tích được một hàng. Nhưng mà ở đây thì lớp mình rất là đông, cho nên là cái việc mà tụi con tích được một hàng rất là dễ. Mình rất dễ tích được một hàng, đúng không? Cho nên là để khó hơn một xíu thì cô muốn mọi người phải tích được hai hàng cơ. Phải tích được hai hàng thì mới là người chiến thắng nha, mọi người hiểu không? Rồi cứ bạn này làm, bạn kia làm. Rồi ví dụ ở đây cô tích được tới, cô tích được, ví dụ cô tích ở đây đi. Hàng này là một cái hàng nè, cô tích được thêm hàng này nữa. À, như vậy là ở đây cô tích được hai hàng. Như vậy là cô bingo. À, là cô là chiến thắng rồi đó. Như vậy là cô sẽ xem thử coi là bạn nào sẽ là người bingo hai hàng đầu tiên. Bạn nào mà bingo được hai hàng thì mới là người chiến thắng của trò chơi của mình. Các bạn có hiểu chưa? You guys understand? Các bạn ở trên livestream có hiểu cô chưa nè? You guys understand me? Các bạn nào thấy khó hiểu chỗ nào, các bạn ghi vào phần chat box để cô biết, cô chỉ lại cho mọi người nè. Không biết là các bạn nào có thắc mắc gì không? Các bạn có thể ghi vào phần chat cho cô để cô biết nha. You guys understand? Everybody understand? Tụi con nhớ là trong đây cô phải nói lại một lần sơ nữa nha. Là có 40 hoạt động đúng không? Thì các bạn chọn ra 16 cái, chọn ra bất kỳ thôi. Mình thích chọn hoạt động nào thì mình chọn ra 16 cái. Xong rồi mình điền vào cái bảng của mình, mình có một cái tờ giấy đúng không? Các bạn vẽ một cái khuôn to như vậy, có 16 cái ô nhỏ. Rồi các bạn điền 16 cái cụm từ vào những cái ô nhỏ đó. Ok. Các bạn điền vào trong cái ô đây, những cái ô đấy. Rồi các bạn làm gì nữa? Các bạn sẽ chơi thôi, mình điền sẵn cho cô ở nhà. Sau đấy thì đầu giờ hôm sau thì các bạn sẽ chơi với cô. Nhớ là đầu giờ hôm sau cô sẽ không có chiếu lại slide cho các bạn đâu nha, mà mình sẽ chơi luôn đó. Cho nên là các bạn phải chuẩn bị trước ở nhà nha. Ok. Yes, thế nào là được một ô? À, khi nào mà bạn đọc, ví dụ bạn, bây giờ cô ví dụ nè. Cô làm thử một câu ví dụ nha. Bây giờ cô ví dụ liền luôn, bây giờ cô mời một bạn đi, cô mời Tiến Minh đi. Tiến Minh đâu rồi? Are you there, Tiến Minh? Can you turn on your micro, Tiến Minh? Can you turn on your mic? Hello, Tiến Minh, hello? Yes. Ok, bây giờ Tiến Minh ví dụ cho cô đây là cái bảng của con đi. Bây giờ con ví dụ đây là cái bảng mà con đã vẽ đi, thì con chọn cho cô một từ rồi con đặt cho cô một câu ví dụ thử coi. Tiến Minh đặt thử cho cô một câu ví dụ đi. Bây giờ con chọn từ nào nè? Which one did you choose? Take a nap. Oh, take a nap. Ok, như vậy thì để mà chọn không phải là con chỉ đặt cái từ take a nap lên, mà con phải đặt cho cô một câu có thời gian ở trong đó nữa. Rồi bây giờ Tiến Minh thử luôn cho cô đi. Con thử đặt câu với cái cụm take a nap cho cô nè. I take a nap at 12 o'clock in the afternoon. À, ok. Mình 12 o'clock thì con có thể nói là 12 p.m. là được. Ok. Yes, đúng rồi. Như vậy là Minh nói là gì? I take a nap at 12 p.m. Thì bạn nào, những bạn còn lại trong lớp của mình, bạn nào có cái cụm take a nap thì các bạn tích vào cho cô. Đấy. Lúc đấy các bạn tích vào cho cô. Take a nap là mình có rồi. Good job. Rồi ví dụ Minh xong rồi nè, cô mời thêm một bạn nữa. Cô mời Bùi Phương Linh đi. Ví dụ bây giờ cô mời bạn Bùi Phương Linh đi. Ok, Phương Linh, bây giờ ví dụ đây là cái bảng của con đi. Con có take a nap rồi. Thì để mà mình nhanh chóng mình được các hàng thì có phải là con sẽ chọn cái cụm từ nó gần kế bên không? Để mà con có thể được một cái hàng đúng không? Thì bây giờ Phương Linh chọn cái nào nè? Ví dụ Phương Linh chọn một cái đi. Could have lunch. I have lunch at 12 a.m. À, 12 a.m. là có nghĩa là 12 giờ khuya đó. Con phải nói 12 p.m. cho cô nha, Linh hiểu chưa? Rồi, ví dụ như bạn Linh nói là I have lunch at 12 p.m. Như vậy có nghĩa là bạn nào có cái cụm have lunch trong cái bảng của mình đó, các bạn đã chọn ra 16 cái rồi đúng không? Thì các bạn có sẵn rồi. Bạn nào có chữ have lunch thì tích vào. Rồi theo nữa, khi nào mà các bạn thắng, khi mà các bạn tích được hai hàng cho cô, ví dụ mình tích như cái này, rồi mình tích được thêm cái này nữa đi,
Đó là có phải tụi con có được một hàng chéo và một hàng dọc không? Như vậy là mình được bingo. Ok, như vậy là tụi con đã được bingo rồi đó. Chỉ cần có hai hàng, hàng dọc, hàng chéo, hàng ngang, miễn là đủ 4 ô cho cô thì tụi con sẽ được bingo. Ví dụ hai hàng chéo nè, hàng dọc, 4 hàng dọc này và 4 hàng ngang này, mình được hai hàng trên tổng số những cái hàng này là mình là người chiến thắng. Nhưng mà đương nhiên phải xem thử có bạn nào thắng đầu tiên đúng không? Bạn nào nhanh có bingo nhất thì bạn đấy sẽ là người chiến thắng. Ok, các bạn đã hiểu chưa? À, chéo một hàng là phải chéo cái hàng, chỉ có hai hàng chéo thôi nha mọi người, là hàng này nè, hàng chéo này và hàng chéo này thôi, bởi vì cái hàng chéo này nó mới đủ 4 ô cho cô. Còn mình chéo, ví dụ mình chéo ở đây đi, mình chéo đại ở đây đâu có được. Hàng chéo này nó có 3 ô thôi là không được, phải chéo này và chéo này cho cô thì mới đủ 4 ô được. Ok, 16 ô, tụi con phải vẽ sẵn một cái khung 16 ô như thế này. Tụi con hiểu không? 16 ô này nó cũng phải giống y chang như vậy đó. Khác nhau cái chữ tụi con chọn thôi. 16 ô là có 4 hàng dọc và 4 hàng ngang như vậy nè. Ok, nó là một cái hình vuông đó. Các bạn hiểu chưa? You guys understand? You guys understand? Các bạn nào không hiểu cái gì không nè? Còn bạn nào không hiểu không? Hôm sau thì cô lại giải thích một lần nữa. Ok, hôm sau thì cô lại giải thích một lần nữa nha. Nhưng mà ở đây thì cô muốn mọi người nhớ là về vẽ sẵn cho cô. Ok, cách chơi thì có thể các bạn chưa hiểu đúng không? Nhưng mà hôm sau mình chơi mình sẽ hiểu. Còn bây giờ thì cái việc các bạn làm là chuẩn bị trước cho cô. Ok, you prepare. Choose 16 activities out of 40. Chọn cho cô 16 hoạt động. Chọn cho cô 16 cái. Trong số 40 cái lận, tụi con chọn 16 cái bất kỳ. Tụi con điền vào một cái khung như thế này cho cô. À, mình điền đại đâu cũng được, mình điền sẵn cho cô như thế này. Rồi hôm sau là đầu giờ là mình sẽ cầm tờ giấy đó, mình chơi với cô, mình chơi với cô và các bạn. Ok, các bạn ở trên livestream cũng nhớ nha, mình phải làm như vậy trước. Và các bạn trên livestream nhớ là mình vào lớp học để mình chơi cho dễ hơn nha. Ok. Rồi bây giờ thì đây là cái phần cô sẽ chỉ kỹ hơn trong cái phần cô sẽ gửi lên group Zalo để bố mẹ tụi con đọc nữa. Vậy cô sẽ chỉ kỹ hơn một xíu ha. Cách chơi thì hôm sau cô chỉ lại một lần nữa thì các bạn sẽ hiểu liền luôn, rất là dễ thôi. Còn bây giờ mình đến bài tập về nhà nè. Bài tập về nhà lần này rất đơn giản luôn. Rồi các bạn cùng chụp hình lại cho cô hoặc là đợi tới ngày mai. Đợi ngày mai có video bài giảng thì các bạn có thể chụp sau cũng được. Ok, so this is your homework. All you need to do is to read this one for me. Ok, and then you record a video. You record a video of you reading this one, ok? Các bạn quay video, các bạn đọc cái bài này cho cô nghe thử coi là các bạn phát âm có chuẩn chưa. Ok, về là các bạn tập luyện cho cô đọc Alfred's daily routine. Đấy, rồi mình cứ đọc thôi, đọc cho cô nghe thử coi là tụi con phát âm như thế nào. Nhớ là đọc phải có giọng điệu, phải có ngữ điệu của mình nó lên xuống. Ok, đọc cho nó hay vào cho cô. Và cô xem thử coi các bạn phát âm ra sao, có chuẩn chưa. Rồi cô sẽ sửa phát âm cho các bạn. Hôm nay thì bài tập về nhà của mình thì có đơn giản như vậy thôi. Mình chỉ có đọc cái bài này cho cô thôi. Ok? Mình chỉ có đọc như vậy thôi là được. Ok? Đấy là bài tập về nhà. Các bạn viết trong giấy gì cũng được. Mình ví dụ giấy của mình là giấy nhỏ. Giấy tập thôi thì tụi con vẽ cái ô nó nhỏ thôi. Còn nếu mà bạn nào có giấy A4 thì mình vẽ to một xíu cho mình dễ nhìn. Tùy mình thôi, con thích vẽ giấy gì cũng được. Ok? Còn bài tập về nhà này thì tụi con chỉ việc đọc cho cô nghe là được. Tụi con về, tụi con mở cái hình này lên, tụi con đọc cho cô nghe rồi mình quay lại. Mình quay video lại, mình đọc cái bài này. Đó, rồi các bạn gửi lên trên group Facebook để mà cô sửa bài cho các bạn xem là các bạn đọc chuẩn chưa. Các bạn phát âm nó có hay chưa. Chỗ nào chưa hay thì cô chỉnh lại giúp các bạn đọc cho nó hay hơn. Ok? So this is your homework and don't forget to do this one for me, ok? Các bạn đừng quên là phải vẽ trước ở nhà nha bạn nào. Tại vì cô sẽ không có mở lại cái này cho các bạn vào đầu giờ hôm sau đâu. Mình chơi xong thì cô mới dạy tiếp thôi. Còn hôm sau mình vào một phát là mình chơi á. Cho nên là các bạn nhớ nha. Có gì cô sẽ đăng kỹ lại trên group cho mọi người nha. Ok. So now is the end of our class today. Ok guys, this is the end of our class. Mình ghi âm. Các bạn ghi âm thì các bạn cô thích các bạn có quay mặt mình nữa. Nhưng mà bạn nào thích ghi âm thì có thể quay video không có mặt mình cũng được. Nhưng mà các bạn nên quay có mặt mình để cô xem ngữ điệu và hành động các bạn ra sao nha. Ok. So I think you guys all understand, right? I think you guys all understand.
So it's the end of our class today. I will see you guys on Monday, okay? Cô gặp lại các bạn vào thứ hai và mình sẽ chơi game cùng với nhau nha. Okay, guys? Okay, các bạn có thể mở micro lên và các bạn chào tạm biệt. Các bạn goodbye, goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, okay, goodbye, guys. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye bye. Rồi hết rồi. Không biết gõ ra sao. Okay, bye guys. Cô tạm biệt mọi người nha. See you guys on Monday. Đã nè.